Hải Dương là một tỉnh có vị thế và vai trò rất quan trọng của đất nước. Nằm trong vùng đồng bằng sông Hồng, vùng thủ đô Hà Nội và vùng động lực phía Bắc, trong không gian phát triển chung của cả nước, thuộc hành lang kinh tế Hà Nội, Lào Cai, Hải Phòng, Quảng Ninh, nằm sát vành đai kinh tế Vịnh Bắc Bộ và hành lang Đông Tây, kết nối thuận lợi với các cửa khẩu, các đô thị trung tâm, cảng biển lớn và cảng hàng không quốc tế. Hải Dương có 12 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó có 9 huyện, 1 thị xã và 2 thành phố, với 235 đơn vị hành chính cấp xã. Diện tích tự nhiên toàn tỉnh là 1.668,3 km², dân số trên 2,1 triệu người. Sau nhiều năm đổi mới và phát triển, đến nay quy mô nền kinh tế đã tăng gấp 4,9 lần, đạt trên 184.000 tỷ đồng. GRDP tăng trưởng liên tục nhiều năm trên 8%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Từ năm 2017, Hải Dương là địa phương tự cân đối ngân sách. Từ năm 2020, được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông, công nghiệp được quan tâm phát triển. Hiện có trên 1.000 hecta đất công nghiệp đủ điều kiện thu hút đầu tư. Giáo dục đào tạo, y tế, thể thao văn hóa và an sinh xã hội luôn được quan tâm ở mức cao nhất. Trên cơ sở đánh giá hiện trạng, phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức, dự báo các yếu tố và nguồn lực phát triển, tỉnh Hải Dương lập quy hoạch với 5 quan điểm phát triển chiến lược. Quy hoạch tỉnh Hải Dương được xây dựng trên nguyên tắc đảm bảo sự phù hợp, đồng bộ, thống nhất giữa các quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia với các mục tiêu. Đến năm 2030 là tỉnh công nghiệp hiện đại, trung tâm công nghiệp động lực của vùng đồng bằng sông Hồng, có quy mô nền kinh tế lớn trong cả nước, kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ, hệ thống đô thị phát triển xanh, thông minh, hiện đại, giàu bản sắc, đạt một số tiêu chí cơ bản của thành phố trực thuộc trung ương. Tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Hải Dương đạt các tiêu chí của thành phố trực thuộc trung ương là thành phố hiện đại, xanh, thông minh, an ninh, an toàn, bền vững, hội nhập quốc tế sâu rộng và giàu bản sắc văn hóa xứ Đông, là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông Hồng. Quy hoạch tổng thể của Hải Dương dựa trên 5 trụ cột chiến lược bao gồm: 1. Công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ. 2. Dịch vụ chất lượng cao. 3. Đô thị xanh, hiện đại, thông minh. 4. Nông nghiệp hàng hóa ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ. 5. Đảm bảo an sinh xã hội và bảo vệ môi trường. Để đạt được mục tiêu và tầm nhìn đã đề ra trong quy hoạch, tỉnh Hải Dương đã lựa chọn kịch bản tăng trưởng với tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP bình quân trong cả giai đoạn 2021 đến 2030 khoảng 9,5%. Với mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp, tỉnh Hải Dương tập trung đẩy mạnh thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương, phát huy lợi thế, vị trí chiến lược để phát triển công nghiệp theo 4 trụ cột chính và 3 vùng công nghiệp. Đến năm 2030, Hải Dương sẽ hình thành 32 khu công nghiệp với tổng diện tích là 5.661 ha, hình thành 61 cụm công nghiệp với quy mô diện tích khoảng 3.210 ha. Đặc biệt, tỉnh sẽ tập trung hình thành khu kinh tế chuyên biệt với quy mô hợp lý, trở thành động lực để thúc đẩy phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, là trung tâm của sự đổi mới, sáng tạo, kết nối và phát triển. Phát triển ngành thương mại, dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, nâng cao chất lượng cuộc sống. Nông nghiệp phát triển theo 3 trụ cột chiến lược và hình thành 6 vùng sản xuất nông nghiệp, đưa Hải Dương trở thành trung tâm sản xuất, chế biến nông sản của vùng đồng bằng sông Hồng, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Đổi mới, mở rộng, nâng cao chất lượng các lĩnh vực giáo dục đào tạo, dạy nghề, y tế, an sinh xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo tồn, phát huy các di sản. Không gian phát triển của tỉnh được phân chia thành 5 phân vùng chính, hình thành 3 vùng động lực và 4 trục phát triển. Phát triển 28 đô thị bao gồm 14 đô thị hiện hữu và phát triển thêm 14 đô thị. Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn gắn với phát triển đô thị, ưu tiên mô hình nông nghiệp đô thị sinh thái. Tỉnh ưu tiên đẩy mạnh phát triển các trục giao thông có tính kết nối liên vùng, các nút giao quan trọng nhằm hình thành mạng lưới giao thông hoàn chỉnh và đồng bộ, làm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong thời kỳ mới, phát triển đồng bộ các hạ tầng kỹ thuật theo hướng hiện đại. Bản quy hoạch của Hải Dương vừa được thông qua là một cái bản quy hoạch tốt, có chất lượng. Quan trọng nhất chính là xác lập một cái tầm nhìn và định hình một cái chân dung phát triển. Một cái chân dung đó nó phù hợp với thời đại,
một cái chân dung đó nó phù hợp với lại những cái điều kiện hiện có của Hải Dương và nó nhất quán, nó thống nhất với lại cái quy hoạch chung của cả nước. Đấy là cái rất là cơ bản để cho Hải Dương có thể là tự tin phát triển. Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 đã thể hiện được tư tưởng đổi mới, tư duy tầm nhìn chiến lược và đầy khát vọng hướng tới sự phát triển. Trên cơ sở đó, huy động một làn sóng đầu tư vào tỉnh và góp phần tác động lan tỏa đến sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Để tạo đột phá và hiện thực hóa các chiến lược phát triển, tỉnh Hải Dương đã xác định các dự án trọng điểm trong giai đoạn mới, gồm khu kinh tế chuyên biệt, khu du lịch sinh thái Hồ Thanh Long, sông Hương, phát triển khu đô thị lớn, sân golf, khu du lịch sinh thái để phát triển du lịch, dịch vụ, phát triển xanh, bền vững. Tỉnh Hải Dương đã đưa ra 6 nhóm giải pháp đồng bộ cần thực hiện, bao gồm các nhóm giải pháp liên quan tới vốn đầu tư, phát triển nguồn nhân lực, cơ chế chính sách liên kết phát triển, v.v. để quyết tâm thực hiện tốt các nội dung trong quy hoạch mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương, xin trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ban, ngành trung ương đã luôn quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ tỉnh Hải Dương trong việc xây dựng và hoàn thiện quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch tỉnh có vai trò đặc biệt quan trọng đối với các địa phương, là căn cứ pháp lý quan trọng để từ đó hoạch định các chính sách để phát triển về kinh tế xã hội của tỉnh nói riêng và tham gia phát triển của kinh tế vùng và của quốc gia nói chung, nhất là trong công tác thu hút đầu tư hiệu quả. Quy hoạch tỉnh được công bố hôm nay là cơ sở cụ thể hóa những khát vọng phát triển nhằm tận dụng những tiềm năng, những giá trị đặc sắc riêng có của tỉnh Hải Dương. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh sẽ đoàn kết và quyết tâm thực hiện đúng, thực hiện tốt những nội dung mà quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Với tầm nhìn và tư duy đổi mới sáng tạo cùng khát vọng vươn lên phát triển, quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 là sản phẩm của sự kết tinh trí tuệ, tâm huyết của toàn đảng bộ và nhân dân trong tỉnh. Đến năm 2050, Hải Dương sẽ trở thành tỉnh công nghiệp công nghệ cao, có vị thế quan trọng trong chiến lược phát triển của cả vùng đồng bằng sông Hồng và trong cả nước, là trung tâm của sự kết nối, hợp tác và hội nhập quốc tế.